Xin chào các bạn, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series những câu đố về đội hình bắt chữ nha. Và nếu yêu mến bọn mình, hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào mọi người ơi. Và nhớ quan sát thật kỹ về những gợi ý mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại nhé. Trong hình là hai chú báo. Các bạn hãy thử đoán xem câu đố này hỏi chúng ta gì nào. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là báo động nha. Wow, các bạn thật sự rất giỏi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 nào mọi người ơi. Có một con vật cùng với một bản tính. Các bạn hãy thử đoán xem đáp án của câu hỏi này là gì nào. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là dương tính nha. Wow, khó như vậy mà các bạn cũng có thể đoán ra được. Và bây giờ để xem câu hỏi số 3 có làm khó được các bạn không nha. Và đây chính là gợi ý nè mọi người ơi. Các bạn ơi, các bạn có đoán ra được đáp án của câu hỏi số 3 chính là đồng cam không? Để xem câu hỏi số 4 sẽ đưa chúng ta đến câu hỏi gì nào. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là ba miệng một lời nha. Những gợi ý từ câu hỏi này quá rõ ràng phải không các bạn? Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5 nha mọi người ơi. Và đây là những gợi ý mà bọn mình đưa ra để gợi ý cho các bạn. Wow, xin được chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là neo đơn nha. Dành tặng các bạn một tràng vỗ tay thật lớn vì sự tài giỏi này nè. Và bây giờ để xem câu hỏi số 6 có làm khó được chúng ta không nha. Những lá bài cùng với một trái ngô, các bạn có liên tưởng đến điều gì không nào? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là cơ bắp nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào. Và gợi ý mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại chính là một chú công và một quả tạ. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác của câu hỏi này chính là tấn công nha. Các bạn thật sự rất thông minh và khéo léo trong vấn đề suy đoán đấy. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào. Những con rắn ở trong video này, các bạn đoán ra gì nào? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được câu hỏi này chính là xà ngang nha. Dành tặng các bạn một tràng vỗ tay thật lớn vì sự tài giỏi này. Để xem câu hỏi cuối cùng có làm khó được các bạn không nha. Vẫn là sự xuất hiện của những chú rắn. Để xem gợi ý lần này đưa chúng ta đến kết quả gì nha. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là xà đơn. Wow, các bạn ơi, các bạn thật sự rất giỏi vì đã hoàn tất được tất cả những câu hỏi ngày hôm nay của Đố Vui Nhanh Trí. Ai là người đã tìm ra được tất cả những đáp án chính xác? Hãy giơ tay lên cho bọn mình biết nào. Nếu cảm thấy video ngày hôm nay rất hay và ý nghĩa, hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần và sự lớn mạnh của kênh nhé. Và đừng quên nhấn vào chiếc chuông để nhận vào thông báo cho video lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye!